Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin trưa nay 15 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình Xuân Hội Ngộ 2015 với chủ đề Về bên nhau trong hồn Tết quê hương với sự tham dự của hơn 500 đại biểu kiều bào, doanh nghiệp và trí thức Việt kiều. Lần đầu tiên nhân giống thành công hoa đào trắng, loại hoa quý hiếm và rất khó nở đúng dịp Tết. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi về chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố về quê đón Tết. Thưa quý vị, tối ngày 14 tháng 2, Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Nét Việt tổ chức chương trình Xuân Hội Ngộ 2015 với chủ đề Về bên nhau trong hồn Tết quê hương. Chương trình là nơi gặp gỡ của hơn 500 đại biểu kiều bào, doanh nghiệp và trí thức Việt kiều. Diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ, Xuân Ngộ Hội Ngộ 2015 là sự kết hợp đặc sắc giữa âm nhạc, trình diễn nghệ thuật, hài kịch, tạo nên một không gian nghệ thuật ấm áp và đậm đà bản sắc văn hóa Việt, mang lại xúc động cho người xem. Bên cạnh đó, kiều bào tham dự chương trình cũng đã có những tâm sự trải lòng về những thành tựu và khó khăn trong cuộc sống ở nước ngoài. Lần đầu tiên được tổ chức, chương trình Xuân Hội Ngộ 2015 đã thể hiện sự tri ân sâu sắc tới những người con đất Việt xa xứ vì sự đóng góp cho quê hương đất nước, đồng thời thể hiện sự quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong lòng người dân Việt Nam ở trong nước. Tiếp nối thành công của chương trình năm nay, ban tổ chức dự định sẽ tổ chức chương trình định kỳ hàng năm với nhiều sự đổi mới để tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu hơn nữa cho kiều bào. Và sau đây là thông tin chi tiết về những địa điểm mà người dân tại hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể đến để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ đầu năm mới. Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm trên toàn thành phố. Theo đó, các điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại 5 điểm gồm Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất thuộc quận Hai Bà Trưng, Vườn Hoa Lạc Long Quân ở quận Tây Hồ, Hồ Văn Quán của quận Hà Đông và Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Có 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng thí điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tại bãi giữa sông Hồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm với thời gian 15 phút. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm gồm khu vực đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2 và công viên văn hóa quận Gò Vấp, phường 6, quận Gò Vấp. 6 điểm tầm thấp tại các khu vực công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba Rồng, huyện Hóc Môn, khu di tích lịch sử Láng Le, Bầu Cò, huyện Bình Chánh và sân bóng đá Cần Giờ, huyện Cần Giờ. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động sôi nổi của Ngày hội Tuổi Thơ Mừng Xuân Ất Mùi 2015, chiều ngày 14 tháng 2 tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Vũ hội Hóa trang đường phố với chủ đề Câu chuyện mùa xuân thu hút sự tham gia của đông đảo các em thiếu nhi. Gần 2.000 em thiếu nhi đến từ 9 quận huyện của thành phố đã tham gia diễu hành. Đây là một hoạt động mới lạ, thú vị, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho các em. Không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, trong những ngày Tết đến xuân về, chương trình còn giúp cho các em thiếu nhi gắn kết với nhau hơn thông qua các hoạt động cộng đồng, nhất là đối với các em thiếu nhi ở các huyện vùng ven của thành phố. Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng quà cho các em học sinh nghèo nhằm giúp các em và gia đình có điều kiện vui xuân đón Tết. Với người Việt Nam thì chiếc bánh chưng vuông là món ăn truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết. Bên cạnh chiếc bánh chưng các gia đình tự gói khi Tết đến xuân về thì có một làng nghề ở Hà Nội suốt năm nổi lửa gói bánh chưng. Đó là làng làm bánh ở thôn Chanh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Và trong phóng sự sau đây xin mời quý vị tới với không khí của một gia đình tại làng nghề gói bánh chưng những ngày cận Tết Ất Mùi này. Màu xanh của lá dong tràn ngập những ngôi nhà trong làng. Để làm một chiếc bánh đòi hỏi phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, từ rửa lá, xếp lá, chuẩn bị các nguyên liệu cho tới gói bánh. Cũng bởi vậy nên nhà nào cũng phải huy động hết các thành viên trong gia đình, từ người già, thanh niên cho tới trẻ em, mỗi người đảm nhận một việc. Cái làng nghề coi như là cũng được nhà nước công nhận, là chúng tôi cứ theo cái nghề của cha ông từ ngày xưa để lại. Đến bây giờ thì coi như là lại truyền cho các con, các cháu.
Làng này đại khái là chiếm coi như 80% là cũng làng nghề như này. Nhà nào cũng làm. Thế mà chỉ có nhà làm ít làm nhiều thôi. Làng làm bánh thôn Chanh Khúc, xã Duyên Hà được thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống năm 2011. Hiện nay, làng có 215 cơ sở sản xuất hoạt động chủ yếu tại thôn Chanh Khúc, thôn Văn Uyên và xóm mới. Điểm đặc biệt là người dân ở làng Chanh Khúc luôn gói bánh bằng tay, không cần khuôn mà những chiếc bánh chưng vẫn vuông chằn chặn, sắc cạnh và đều tăm tắp. Trời năm nay không nồm nhiều, được cho là thuận lợi cho việc gói bánh. Mùa bánh năm nay thì giờ cũng thuận giờ, làm ăn cũng ấy cũng không đến nỗi nồm như mọi năm. Đấy, cho nên là cũng thuận tiện. Như cả giá cả nó cũng phải chăng thôi, thì cũng không có cái gì là coi như khó khăn lắm. Thế coi như nhà tôi đến hôm nay là coi như cũng chuyển được 4.000 bánh mang đi rồi, và có 2.000 đi xuất khẩu nước ngoài. Cũng muốn là coi như là mình sẽ đẩy mạnh cái nghề của mình, coi như để các nước coi như người ta đến là đặt nhiều. Là... Thị trường xuất khẩu bánh chưng của Chanh Khúc chủ yếu là ở các nước có cộng đồng người Việt Nam sinh sống, nhất là các nước Đông Âu như Séc, Ba Lan, Nga, Đức. Ngoài ra, một số nước châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bắt đầu gửi đơn đặt hàng về làng. Theo thống kê, mỗi năm làng nghề sản xuất và phục vụ thị trường từ 6 tới 7 vạn chiếc bánh. Những ngày giáp Tết, sản lượng tăng từ 7 tới 8 lần so với ngày thường. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Duyên Hà đang xây dựng kế hoạch đề xuất hỗ trợ cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như nồi hơi luộc bánh cho các hộ dân, giúp các hộ dân phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng và hạ thấp giá thành sản phẩm, một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề. Từ lâu, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng cao. Ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa thì chợ phiên còn là nơi giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với không khí mua sắm những ngày cuối năm tại phiên chợ San Thàng ở tỉnh Lai Châu, một tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa quý vị các bạn, chợ phiên San Thàng ở tỉnh Lai Châu chỉ được họp 2 lần một tuần vào thứ Năm và Chủ nhật. Và do vậy, ngày hôm nay, ngày 27 Tết, cũng là ngày phiên chợ cuối cùng của năm âm lịch 2014. Phiên chợ hôm nay thật là đặc biệt và không khí xuân đang tràn ngập cũng khiến cho phiên chợ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vào những ngày thường, chợ phiên San Thàng bắt đầu từ 4 giờ sáng và thường kết thúc rất sớm, vào khoảng 8 giờ. Còn hôm nay mặc dù đã hơn 9 giờ, nhưng phiên chợ vẫn rất đông đúc và nhộn nhịp. Ngày hôm nay ở phiên chợ, hàng hóa cũng nhiều và đa dạng hơn hẳn ngày thường. Ai cũng mang theo một thứ gì đó để bán, có khi chỉ là một con gà hoặc con lợn cắp nách. Người mua, người bán cũng dễ dàng và sởi lời hơn mọi khi. Ai cũng mong nhanh chóng bán được hàng để còn có tiền sắm sửa ngày Tết. Giữ được cái chợ này là chợ cổ truyền, không bỏ được cái chợ này đâu. Không có gì thay đổi đúng không ạ? Không thay đổi cả. Đấy, có chị cứ xem nó đầy nông sản các thứ đầy đủ, không thiếu gì cả. Nó như chợ quê, nó như chợ quê thôi. Thế nhưng việc bán mua dường như cũng chỉ là cái cớ để người dân đi chơi chợ. Người ta đến chợ để được cùng nhau rôm rả trong những quán ăn, hàng bánh và đông nhất là bên những tô phở. Bất chấp cái lạnh của buổi sáng vùng cao, thì những dòng người thuộc đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Giao vẫn đổ dồn về chợ từ khắp các bản làng tại tỉnh Lai Châu. Họ đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để chào đón một mùa xuân mới lại về và chúc nhau những điều may mắn. Phiên chợ vùng cao đầy màu sắc lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây còn là nơi để những người đồng bào dân tộc giao lưu, gặp gỡ bạn bè và gửi gắm những yêu thương. Trong những ngày cuối năm thì nhà ai cũng sắm cho gia đình mình những cành đào đón Tết. Bên cạnh đào bích, đào phai thì năm nay lần đầu tiên ở thủ đô Hà Nội xuất hiện những cây đào trắng hay còn gọi là bạch đào. Hoa đào trắng muốt, mong manh, tinh khiết vốn là loại hoa quý hiếm và rất khó nở vào đúng dịp Tết. Tuy nhiên thì lần đầu tiên các nhà khoa học ở Viện Rau quả Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhân giống thành công. 30 gốc đào trắng lần đầu tiên được giới thiệu tại Festival Hoa Tết Gia Lâm Hà Nội. Nhiều người dân thích thú ngắm nhìn loại hoa quý hiếm này. Giống bạch đào, cánh trắng như tuyết, chỉ có một vài cây ở làng Nhật Tân, Phú Thượng, Hà Nội hoặc xuất hiện rải rác ở những cánh rừng miền Bắc Việt Nam. Từ năm 2009, trong quá trình thực hiện đề án bảo tồn các loại hoa đào quý, các nhà khoa học ở Viện Rau quả đã tìm cách nhân giống loại đào này.
Chúng tôi để nghiên cứu và cải tiến các cái biện pháp kỹ thuật cho nó phù hợp, ví dụ như là cách đảo này, cách đảo cái đào này, cách tuốt lá và cái thời điểm tuốt lá, rồi thì các cái biện pháp cắt tỉa, biện pháp điều chỉnh bổ sung, biện pháp sử dụng một số những cái chế phẩm nữa để làm sao cho cái đào nó là tập trung và đúng dịp Tết. Đào trắng thường cho ra hoa muộn sau Tết khoảng một tháng. Sau 2 năm mày mò nghiên cứu, các kỹ sư của Viện Nghiên cứu Rau quả mới tổng hợp được quy trình chăm sóc để ra hoa đúng Tết. Năm 2013, Viện Nghiên cứu Rau quả đã chuyển giao hơn 600 cây giống cho nông dân các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Thái Nguyên trồng thành công. Cho đến nay, Viện đã nghiên cứu và bảo tồn 22 giống đào quý. Chúng tôi sẽ lai tạo các giống hoa đào để tạo ra các giống hoa đào mới mà từ trước đến nay chưa có nó, xây dựng phát triển cái giống hoa đào của Việt Nam nó tốt hơn. Không những phục vụ ở Việt Nam mà rất có thể hoa đào của chúng ta nếu tốt thì nó sẽ vươn ra thế giới giống như hoa anh đào của Nhật Bản. Từ thành công của việc bảo tồn đào trắng, các nhà khoa học cũng đã lai tạo thành công cây đào có 3 loại hoa. Đây là một cây hoa đào có cả 3 loại hoa, đào phai, đào bích và đào bạch. Ý tưởng về một cây hoa đào có 3 loại hoa như thế này đã được các nhà khoa học triển khai từ năm 2013 và đến nay sau khoảng 2 năm thì cây đào đầu tiên có cả 3 loại hoa này đã trở thành hiện thực. Hiện giá đào trắng đắt gấp rưỡi so với đào phai và đào bích. Trong năm nay, các nhà khoa học sẽ chuyển giao các cây đào giống cho nông dân miền Bắc, thêm cơ hội cho người nông dân làm giàu và thêm sắc hoa khi mùa xuân đến. Trong phần tiếp theo của bản tin, chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố về quê đón Tết. Ý kiến của các chuyên gia về việc sử dụng giống cây trồng, thực phẩm biến đổi gen tại Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến, những người làm ăn xa quê hương thì luôn trăn trở làm sao mua được một tấm vé tàu, vé xe để trở về nhà sum họp cùng với gia đình. Bởi trong những ngày này thì bến tàu, bến xe thường xuyên bị quá tải và nếu không đặt vé trước thì họ rất khó có thể mua được vé để về nhà. Xuất phát từ thực tế đó thì Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố về quê đón Tết. Và những chuyến xe đầu tiên đã khởi hành đưa công nhân lao động về nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc về quê đón Tết và ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại khu công nghiệp Thăng Long, thành phố Hà Nội. Chị Chu Thị Thanh Huyền cùng các con của mình là một trong số những người đến điểm tập kết sớm nhất để đón chuyến xe miễn phí do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Chuyến xe khởi hành lúc 6 giờ sáng hôm nay, ngày 15 tháng 2, tức ngày 27 Tết tại khu công nghiệp Thăng Long, thành phố Hà Nội. Tôi quê ở Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình này ạ. Tôi cảm thấy rất là vui ạ và háo hức khi mà sau cả một năm làm việc ấy thì được công đoàn hỗ trợ vé xe để về ăn Tết cùng với gia đình. Ngày hôm nay cùng với gia đình chị Chu Thị Thanh Huyền thì sẽ có hơn 1.400 công nhân lao động nữa sẽ đón 41 chuyến xe về các tỉnh như là Nghệ An, Thanh Hóa, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn để chuẩn bị đón một cái Tết Ất Mùi 2015 cùng với gia đình của mình. Ngày gần Tết này đến mà các bạn phải bắt xe về quê Tết, nhất là những trường hợp của gia đình có con nhỏ như này thì đó là một việc rất khó khăn. Nhận được cái sự quan tâm này thì thực sự là chúng tôi rất vui mừng. Trong ngày mai 16 tháng 2 sẽ tiếp tục có nhiều chuyến xe nữa đưa người lao động về quê. Tính chung trong dịp Tết Ất Mùi năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức 94 chuyến xe đưa đón hơn 3.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh lân cận Hà Nội và Bắc Trung Bộ. Sau 7 năm tổ chức, quy mô chương trình ngày càng được mở rộng, tăng cả về số lượng xe và số công nhân lao động được tham gia. Chương trình cũng nhận được ngày càng nhiều sự đóng góp của các nhà hảo tâm và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiệu quả chương trình vì thế đã tăng lên rõ rệt. Hoạt động đưa công nhân về quê đón Tết là một hoạt động mà tôi thấy là trong những năm vừa qua cũng đã giúp cho công nhân thấy yên tâm hơn với công tác. Và sau khi mà về quê ăn Tết xong thì số lượng công nhân trở lại làm việc là đông hơn so với những năm trước. Và cái thái độ tinh thần phục vụ, tinh thần làm việc thì cũng được nâng lên. Sau một năm làm việc vất vả, được trở về nhà đoàn tụ với người thân là món quà quý giá nhất với mỗi người lao động. Họ trở về với bao ước vọng tốt lành cho năm mới sắp tới và để trở lại làm việc hiệu quả hơn sau kỳ nghỉ lễ.
Năm mới chúc cho mọi người sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho công ty trong khu công nghiệp gặp nhiều may mắn, nhiều thành công. Mình mong ước là sang năm mới thì công việc của mình và mọi người ở trong khu công nghiệp nó phát triển hơn. Nói chung là thu nhập về cũng phát triển hơn và nói chung là cái gì cũng tốt. Sang năm mới tôi mong được công việc của tôi thuận lợi, gia đình hạnh phúc và mọi người trong gia đình mạnh khỏe. Chúc mừng năm mới! Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 14 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn cán bộ lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng đã đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm thành phố, nghĩa trang liệt sĩ thành phố và nghĩa chủng Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng. Những người có mặt tại lễ dâng hương cùng mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ứng dụng thương mại điện tử ở các địa phương trên toàn quốc đều tăng, trong đó Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu, kinh doanh trên nền tảng di động và mạng xã hội ngày càng phổ biến. Đó là một số nội dung được đưa ra trong báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam, hay còn gọi là EBI, do Hiệp hội Thương mại điện tử công bố vào cuối tuần trước. Và trong phóng sự sau đây sẽ cung cấp thêm những thông tin về báo cáo thường niên này. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử EBI năm 2014 đã khảo sát 3.500 doanh nghiệp dựa trên những tiêu chí như nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, v.v. Những kết quả nổi bật được đưa ra là việc ứng dụng thương mại điện tử ở các địa phương đều tăng, mạng xã hội là kênh quảng bá khá phổ biến, thương mại trên di động thâm nhập khá nhanh. Hệ thống các sàn giao dịch điện tử và trang web bán hàng này có hơn 12 triệu người sử dụng. Đối với công ty này, ứng dụng di động và mạng xã hội là hai mảng không thể bỏ qua. Cái việc mà tích hợp các cái công cụ kiểu như thế vào cái hệ thống thương mại điện tử là cái điều bắt buộc phải làm. Có những cái ứng dụng cài đặt ở trên smartphone để giúp cho họ có thể trao đổi, tương tác trực tiếp với khách hàng của mình. Họ có thể quản lý được các cái tin, các hình ảnh của mình một cách cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Báo cáo cũng cho biết, nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin là hai yếu tố quyết định thành công của thương mại điện tử. Ví dụ, đối với công ty chuyên cung cấp trang web bán lẻ và phần mềm quản lý kinh doanh này, chiến lược cho năm nay là tiếp tục nâng cao tính tiện dụng của sản phẩm. Thì khách hàng của chúng tôi là các cái đơn vị bán lẻ và các chủ cửa hàng. Chính vậy chúng tôi phải làm thế nào để giúp họ hạ thấp cái rào cản ứng dụng thương mại điện tử xuống, giúp họ tập trung vào cái thế mạnh của họ là các cái nghiệp vụ về mặt bán hàng. Còn cái điểm yếu hơn của họ là về mặt công nghệ, về mặt thương mại điện tử, về mặt logistics, về mặt thanh toán, chúng tôi phải giúp họ. Sau khi khảo sát các doanh nghiệp, Hiệp hội Thương mại điện tử cũng nhấn mạnh vấn đề hạ tầng phụ trợ trong báo cáo của mình. Cũng cần phải có các cái chính sách cụ thể để nâng cao các chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử phát triển. Chúng ta có thể ví dụ như là các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ chuyển phát hay là các dịch vụ thanh toán thì cũng cần phải được hoàn thiện hơn. Mặc dù có một số vướng mắc, nhưng với dân số hơn 90 triệu dân, trong đó có hơn 1/3 sử dụng mạng Internet, tiềm năng cho thương mại điện tử ở Việt Nam được cho là rất lớn. Theo dự báo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, doanh số từ thương mại điện tử trong năm 2015 có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tiềm năng của thương mại điện tử ở Việt Nam còn cao hơn thế rất nhiều. Và điểm mấu chốt đó là nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ tầng để gây dựng niềm tin với khách hàng và thực sự phát triển bền vững. Minh Ngọc, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Cây trồng chuyển đổi gen được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1982 bằng việc sử dụng loại cây thuốc lá chống kháng sinh. Và sau 33 năm thì trên 20 loại cây chống biến đổi gen đã được cấp phép canh tác ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên thì việc sử dụng các loại giống cây trồng biến đổi gen có lợi thế gì? Việt Nam cần phải chuẩn bị những gì một khi mà các loại giống cây trồng biến đổi gen được trồng trên diện rộng? Sau đây là ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này. Cây trồng biến đổi gen là loại cây trồng được lai tạo bằng cách sử dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học hiện đại để chuyển một hoặc một số gen chọn lọc để tạo ra cây trồng mang tính trạng mong muốn. Bắt đầu từ năm 2006, Việt Nam đã thông qua chương trình đưa tiến bộ công nghệ sinh học vào sản xuất. Và năm 2012, chúng ta đã nghiên cứu trên giống ngô biến đổi gen. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc sử dụng cây trồng biến đổi gen trong nông nghiệp đã mang lại lợi ích to lớn. Hiệu quả thì quá lớn. Thứ nhất là năng suất cao.
Thứ hai là tiết kiệm thuốc trừ sâu. Thứ ba là giảm thải cái khí nhà kính. Thứ tư là giảm phải cái năng lực để mà làm đất. Rồi thứ năm nữa là giảm thiểu phân bón. Và cuối cùng là lợi của người nông dân tăng lên. Để tìm ra một loại gen tốt và sử dụng an toàn thì phải mất từ 10 đến 15 năm nghiên cứu và thử nghiệm nghiêm ngặt, tiêu tốn khoảng 130 đến 140 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, các thực phẩm biến đổi gen, cây trồng biến đổi gen chỉ được sử dụng tại Việt Nam khi 5 nước thuộc nhóm G20 là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Brazil và Mexico đồng ý cho sử dụng. Chính vì vậy, điều quan trọng Việt Nam cần làm là xây dựng hệ thống quy chế chặt chẽ, chuẩn bị nguồn nhân lực để không phụ thuộc vào loại giống cây trồng này. Thì chúng ta đã có chủ trương trồng cây trồng biến đổi gen từ đầu những năm 2000. Thế nhưng mà chúng ta chưa có hệ thống quy chế về trồng cây trồng biến đổi gen, về sử dụng cây trồng biến đổi gen, sản phẩm cây trồng biến đổi gen. Vì thế cho nên là từ năm 2005 cho đến giờ ấy, là các bộ, các ngành đã tập trung xây dựng các quy chế, quy định để trồng cây trồng biến đổi gen. Thế thì đó là những cái bước chuẩn bị hết sức cần thiết. Chúng ta đã tổ chức hội nghị rất lớn, mời nhà khoa học đầu ngành của thế giới trong lĩnh vực này đến báo cáo. Người ta đều xác định là các nhà khoa học trên giới đã rất nghiêm chỉnh nghiên cứu vấn đề này, và để cho chúng ta yên tâm là cây trồng biến đổi gen, thực phẩm biến đổi gen, sinh vật biến đổi gen là cái thành tiệu vĩ đại của cái nền công nghệ sinh học của quốc tế. Cho nên một mặt chúng ta nên hiểu và mọi người đều hiểu là đây là một việc làm cần thiết, đây là một cái việc không thể bỏ qua, đừng bỏ phí đi một cái tiến bộ lớn của nhân loại. Mặt khác phải chuẩn bị cái lực lượng, chúng ta tự làm lấy những sinh vật biến đổi gen. Theo Tổ chức Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, diện tích cây trồng biến đổi gen trên thế giới đã tăng hơn 100 lần, từ 1,7 triệu hecta vào năm 1996 lên 175 triệu hecta vào năm 2013. Với những ưu thế của mình, cây trồng biến đổi gen được kỳ vọng là câu trả lời cho rất nhiều vấn đề nan giải mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang gặp phải, như thực hiện công nghiệp hóa ngành nông nghiệp hay giải quyết được vấn đề nhập khẩu lượng lớn thức ăn chăn nuôi. Trong phần cuối của bản tin sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Cáp treo núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa chính thức đi vào hoạt động. Việc khai trương trước thềm Tết Nguyên đán Ất Mùi đã thu hút khá đông du khách đến tham quan thưởng ngoạn loại hình du lịch mới lạ này tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng nhằm cải thiện môi trường du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, hành hương lên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Cáp treo núi Cấm được thiết kế với chiều dài 3.500 m, 16 trụ đỡ, 89 cabin, 2 nhà ga, mỗi giờ vận chuyển tối đa 2.000 hành khách. Với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, cầu treo Nam Công thay thế bến đò Nam Công ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, bắc qua sông Đáy đã được khánh thành. Đây là cây cầu treo dân sinh lớn nhất Việt Nam. Cầu treo này thuộc đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh của Chính phủ, giao Bộ Giao thông Vận tải triển khai tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Cầu có chiều dài nhịp chính cầu là 110 m, chiều rộng cầu là 2 m. Cầu treo dân sinh Nam Công hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 1.700 người dân, góp phần ổn định cuộc sống địa phương. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các ban chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.